Đầu tiên, để làm một inscription hình tỏi vàng thì mình cần vẽ một cái hình chữ nhật với chiều dài là 12cm và chiều rộng là 5cm. Và tất nhiên với inscription hình tỏi vàng thì mình cần tô cho em này một màu vàng và mình sẽ tô kín hết cái hình này. Để trông giống một cái thỏi vàng thật hơn thì mình cũng đã dựa trên những cái hình của Squishy hình thỏi vàng để vẽ một cái hình lên trên cái em này. Và sau khi hình này cũng như là màu này khô, mình sẽ dùng keo để dán lên cũng như là dùng kéo để cắt em này ra. Với cái bước còn lại thì mình tiếp tục vẽ một cái đường thẳng ngang với chiều dài là 14cm và mình đánh dấu ở hai đầu là 1cm. Từ hai điểm vừa đánh thì mình sẽ kẻ hai đường thẳng vuông góc hướng lên phía trên với chiều dài là 3cm. Sau khi vẽ xong thì mình sẽ dùng thước để nối những cái đường này lại với nhau để tạo nên một hình thang giống như trong video. Ta cần vẽ hai hình như thế này và đừng quên là phải dùng gôm để bôi đi những phần không cần thiết phía bên trong, tại vì mình tô là màu vàng nên nó rất là dễ bị lộ cái phần viết chì ra. Sau khi mình tô màu thì đợi cái màu này khô ri, mình cũng phải dùng keo để dán lên và sau đó cũng là dùng kéo để cắt hai hình này ra. Tiếp tục mình sẽ vẽ một cái đường thẳng ngang với chiều dài là 6cm, sau đó mình đánh dấu ở hai đầu là 0.5cm. Từ hai điểm vừa đánh thì mình sẽ kẻ hai đường thẳng vuông góc hướng lên phía trên với chiều dài là 3cm. Sau khi vẽ xong thì giống như hình hồi nãy, mình sẽ dùng thước để nối những cái đầu đoạn thẳng này lại để tạo nên một cái hình thang. Mình cũng sẽ tiếp tục tô hai hình này với màu vàng và đợi màu khô, dùng keo dán lên và dùng kéo để cắt ra ha. Với năm mảnh ghép mà mình vừa có thì mình sẽ dán nó lại với nhau theo trình tự và hình dạng giống như trong video. Sau khi dán xong thì mình cũng lần lượt dán bốn góc của hình này lại với nhau giống như trong video luôn. Mà dán xong thì mình đã có được phần mặt trước của thỏi vàng và mình sẽ tiếp tục làm cái phần còn lại là mặt phía sau lưng cho em này. Để vẽ được cái phần mảnh ghép duy nhất còn lại thì chúng ta cũng chỉ cần vẽ một hình chữ nhật với chiều dài là 14cm và chiều rộng là 6cm thôi. Đừng quên là cũng phải tô màu vàng, dán keo và cắt ra cho em này ha. Vậy là khi làm đến đây, mình chỉ cần cho bông hoặc là mút vào để làm đầy em này. Tuy nhiên lần này mình đã hết bông rồi, mình sẽ cho những cái mút nhỏ vào. Và mút này là những cái vụn nhỏ của mút tăng nên nó cực kỳ slow luôn. Và nói như vậy thôi, bây giờ mình sẽ dán cái hình mảnh ghép còn lại lên là chúng ta hoàn thành ha. Ta-da! Vậy là mình vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn cách làm một squishy 3D với hình một cái thỏi vàng. Em này thì cách làm không quá phức tạp, tuy nhiên là khi vẽ các bạn cần phải vẽ rất là chính xác những cái số đo cũng như là những cái đường nét, nếu không thì khi dán vào hình này nó sẽ không khớp lại với nhau đâu. Và vì em này được nhồi bằng mút chậm tăng nên mình thấy em này rất là mềm và bóp rất là slow, mình rất là yêu thích em này. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu thêm một em squishy nữa, cũng liên quan, đó chính là một em squishy hình túi tiền. Để làm một em squishy hình túi tiền thì đầu tiên mình cũng chỉ cần một cái tờ giấy A4 với nguyên vẹn, không có bị cắt xén gì hết. Sau đó thì mình gấp đôi nó lại để tạo một cái đường gấp chính giữa. Mình mở ra và dùng kéo để cắt đôi cái hình này theo cái đường mà mình vừa gấp. Các bạn cũng có thể không cần cắt đôi hình này ra mà chỉ cần gấp đôi nó lại thôi thì nó sẽ như thế này. Và mình sẽ vẽ một cái hình với biểu tượng đồng tiền ở phía bên trái đối với hình bên phải ha. Với hình này thì bạn có thể tô bất cứ màu gì mà các bạn thích cũng được. Mình thì mình chọn tô cho cái nền này là một cái nền màu kem, là mình pha màu trắng, một chút xíu màu vàng mà chỉ một chút xíu màu nâu thôi. Với biểu tượng đồng tiền thì mình tô màu đen và sau đó mình sẽ dùng keo để dán lên. Bây giờ thì mình sẽ chập đôi hai cái hình này đối ngược lại với nhau và mình sẽ dán nó theo một cái hình chữ U, tức là hai cạnh xung quanh và một cái cạnh phía dưới, mình trừ lại khoảng trống phía trên mà không dán ha.
Quá trình mà dán em này thì mình nghĩ cũng rất là đơn giản luôn, tại vì nó toàn là những cái đường thẳng thôi. Vì còn lại là chúng ta sẽ cho bông vào trong cái khoảng trống ở phía trên. Tuy nhiên là trước khi cho bông vào, mình sẽ gấp những cái đường gấp mà nó đừng có đụng tới cái hình biểu tượng đồng tiền nha. Các bạn hãy canh làm sao mà nó ở phía trên biểu tượng đồng tiền. Và mình sẽ bắt đầu hơi hơi gấp nó lại để tạo nên những cái nếp giống như trong video. Và sau đó thì mình sẽ mở ra và cho bông vào cũng hoặc là mút vào nha. Sau khi cho đủ số lượng mút thì mình sẽ cột cái phần phía trên lại bằng giấy thun hoặc là dây gì cũng được. Ta-da! Em này cực kỳ đơn giản luôn đúng không? Vậy là mình vừa hướng dẫn thêm cho các bạn cách làm squishy với hình một cái túi tiền 3D rất rất là dễ thương. Mình không nghĩ là em này nó lại dễ thương như vậy. Trước khi mà mình làm thì mình cũng chỉ tưởng tượng ra một cái túi tiền bình thường thôi. Tuy nhiên mà khi làm xong thì nó rất là mềm và nó tròn tròn, nhỏ nhỏ, rất là dễ thương mà cực kỳ dễ làm đúng không? Nếu các bạn xem đến đây thì video của mình đã sắp kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và nếu thích video này đừng quên để lại một like, share cho video và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn và bye bye.